Góc trận đấu này thì mình đang dự đoán đó là một trận đấu rõ ràng là Philippines ở trong những mùa giải gần đây bắt đầu xuống phong độ so với lực lượng chung của bóng đá Đông Nam Á. Chúng ta có thể thì mình cũng đang đoán thôi, tức là khoảng tầm 2 bàn thắng trở lên. Chính vì vậy mà cứ liên tục vài giây có người hỏi đọc kèo thì anh em sẽ bị loãng ra. Với trận đấu này thì tỷ số vẫn đang là không đều, nhưng theo mình thì các một đường chuyền nguy hiểm. Đánh đâu, cơ hội không có. Quả bóng qua người và một quả đá phạt lên dành cho cầu thủ bên phía đội bóng của Philippines. Thiếu lệ. Tất nhiên thì trong những phút thi đấu đã qua vẫn là một tỷ số không đều mà thôi. Họ tận dụng những chính sách chiêu mộ nhân tài để mà thực hiện. Tất nhiên khán giả thân mến, nhà cái 8xBet đang là nhà cái uy tín nhất hiện nay. Anh em có nhu cầu đặt cược, chúng ta hãy cùng nhà cái 8xBet khiến cho anh em mình nhầm lẫn, để anh em tránh bị nhầm lẫn mà cũng không bị mất tiền oan. Thì quý vị khán giả hãy cùng click vào bên đây quảng cáo trên website để đăng ký sử dụng nhà cái 8xBet anh em nhé. Cho chúng ta nhập tịch thì cũng đâu có được. Nếu không nào, đây là một cơ hội rất nguy hiểm, tỷ số không vào. Xin chút nữa thì là 1-0 dành cho cầu thủ của Philippines. Hơn ở trong khoảng thời gian 15 phút thi đấu đầu tiên. Đây là cơ hội dành cho Indo. Phản công cho cầu thủ của Philippines. Được chọc khe. Tạt bóng vào giữa điểm, bóng đi lên trời. Cơ hội một lần nữa trôi qua đi rồi. Đó là nhận định của mình. Tất nhiên là anh em sẽ có nhiều những nhận định khác nhau. Nhưng đây sẽ là một cơ hội nguy hiểm. Biết vị rồi. Cầu thủ của Philippines. Đó chính là vị trí của Philip Nguyễn. Tuy nhiên hiện tại thì Philip Nguyễn đang vướng một bóng là khá hay. Cơ hội dành cho cầu thủ của đội bóng Philippines. Pha cứa lòng không chính xác đến từ vị trí của Poteza. Cơ hội đã. Bên cạnh đó thì trang web. Như vậy là tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ của Philippines. Bất ngờ đã xảy ra trong trận đấu này. Philippines mới chính là đội bóng ghi bàn trước, chứ không phải là Indonesia. Philippines đã để thua Việt Nam của chúng ta 2-0 ở trong trận đấu ra quân mở màn cho vòng loại World Cup khu vực châu Á. Indo thì có một trận đấu cũng rất quả cảm trước Iraq và họ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Nhưng đây thì họ đã có được cho mình bàn thắng khá nguy hiểm. Cơ hội cho cầu thủ Indo. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào những tình huống này. Và chuyền bóng khá nguy hiểm. Chưa được. Đội bóng Philippines. Và qua người được chuyền vào. Vẫn chưa được. Khách chuẩn bị đá trận chung kết rồi. Về sân nhà tự tin lắm nhưng cuối cùng bị chúng ta không thấy được. Cầu thủ của đội bóng Indonesia tung ra quá nhiều những tình huống nguy hiểm. Và đó là cú dứt điểm của đội trưởng Asnawi Mankulam sau huấn luyện viên Park Hang-seo chắc khoảng 1 năm thôi. Là đến thời của Shin Tae-jang. Và phất bóng lên quá mạnh rồi. Đó là tình huống việt vị đến từ. Tiếp tục là cú xoạc bóng chính xác và pha lao ra kịp thời của thủ thành Nay Enzure. Quay trở lại với trận đấu này thì đội bóng Philippines vẫn đang là một đội bóng có được cho mình. Suýt chút nữa thì tỷ số đã là 2-0 cho Philippines. Một pha dứt điểm cực kỳ là chính xác ở một điểm tiếp xúc bóng khó khăn thì vẫn đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ của đội bóng Philippines. Bàn thắng vẫn chưa tới với Indonesia. Và lại một cú dứt điểm, bóng đi lên trời. Đây là phản công dành cho Philippines. Đường chuyền hay, cơ hội. Họ đang gặp khó, rất nhiều khó rồi. Còn Nguyễn Trung ơi, với một thế trận như thế này thì đội trưởng hay bất kỳ đội cầu thủ nào mới tục là cầu thủ của Philippines. Poteria. Một đường chuyền rất không, đó là cú dứt điểm thẳng. Đương nhiên là quá khó để cho cú dứt điểm vừa rồi thành. Thì đội tuyển Philippines sẽ có nhiều những tình huống nguy hiểm hơn. Bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Những cơ hội đến từ vị trí của Poteza hay là một số cầu thủ khác nữa.
vừa rồi là mình theo tài góc và theo Indonesia. Tỷ số thì vẫn đang là 1-0 cho các thủ về phía đội bóng của Philippines. Phản công nguy hiểm, phạm lỗi rồi. Một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho số 6 bên phía Philippines. Đó là Kenvin. Madari. Và bóng không có gì nguy hiểm. Và cũng không có quả đá phạt dành cho cầu thủ của Indonesia. Một cơ hội. Dứt điểm. Không vào. Đó là pha lốp bóng chứ không phải là một tình huống dứt điểm thẳng. Đến từ vị trí của Nachos. Vẫn là Rafael qua người của Rafael cơ hội. Thủ thành này Enzo đã có thể xử lý thành công trong tiếng vừa rồi. Thua cũng là một việc không hề là nhỏ. Họ đã bị dẫn trước 1-0 và lại đang có những tình huống mà tấn công chưa thật sự quá nét. Pha xử lý tương đối hay. Mở bóng dứt điểm. Vào. Một điều dành cho các cầu thủ của Indonesia. Một kịch bản mà chúng ta đã được thưởng thức và đã có được cho mình những dự đoán từ trước. Đó là Indo đã chơi hay và cuối cùng thì cũng có được cho mình bàn thắng để gỡ hòa. Philippines như mình cũng đã nói, họ chơi không hay ở thời gian thi đấu từ phút 70 trở đi. Chắc anh em ở trong hiệp một đều là đã nghe mình nhận xét của trận đấu này. Nếu anh em thấy hay thì chia sẻ cho những người bạn và người thân của mình để cùng sử dụng. Ekip về mình cảm ơn. Philippines đã đuối sức rồi. Có lẽ là một tiếng chuyền bóng. Đây là cơ hội. Dứt điểm. Không vào. Một tiếng sau khe rất hay cơ hội. Càng ngang.